khi mà em đi ra đường thì người ta không biết mình là người hát bài đó. Cái âm nhạc của mình nó bị một màu. Người ta thì làm nhạc để kiếm tiền, còn em thì kiếm tiền để làm nhạc. Có một bạn hỏi nữa, câu này cũng rất là thú vị. Các bạn hỏi rằng là cái mức độ đầu tư của mình cho MV lần này nhiêu tiền ta? Vấn đề này hơi nhạy cảm. Nhưng mà anh thấy cũng hoành tráng chứ bộ. Dạ, thực ra là một khi mình đã là mình đi theo con đường chuyên nghiệp thì mình không thể nào mà sơ sài trong những cái sản phẩm âm nhạc của mình được. Nên là cái số tiền thì nó cũng không có quá, gọi là quá nhiều như những cái MV tiền quá nhiều khác. Nhưng mà nó cũng là một cái số tiền rất là lớn đối với em. Trong tất cả cái sản phẩm của em từ trước giờ thì nó cũng sấp xỉ khoảng, mình cũng nên nói nhỉ? Nói đi. Các bạn khán giả chờ đoạn này đó. Khoảng 1 tỷ là bao gồm gồm tất cả tiền sản xuất, rồi stylist, makeup, truyền thông, rồi tất cả các chi phí phát sinh thì nó ở nằm trong cái khoản đó. Trời, các bạn thấy không? Bởi vậy đâu có đơn giản đâu mọi người. Làm cái MV là nhiều đó tiền, nó hỏi sao mà không tốn kém. Cho nên là phải rất là mong tất cả các bạn luôn luôn phải yêu mến các anh chị em nghệ sĩ. Dạ. Khi mà họ có những cái sản phẩm rất là chỉnh chu như vậy. Giống như là em có một cái câu mà rất là đúng đối với em nha. Người ta thì làm nhạc để kiếm tiền, còn em thì kiếm tiền để làm nhạc. Kiểu là như vậy, em luôn dành hết tất cả những cái tâm huyết của mình cho sản phẩm, từ âm nhạc tới, nói chung là phải chỉnh chu nhất khi mà lo cho ra mắt khán giả. Nhưng mà Lily, anh hỏi một cái điều này à. Bởi vì anh thấy rằng là em có rất là nhiều những cái sáng tác về âm nhạc. Anh thấy cái màu sắc em lựa chọn thì ở đâu đó cũng là nhiều là về tình yêu. Có những chỗ mình thấy rằng là yêu đương rất là thấm thiết, dạt dào. Có những đoạn thì cũng hơi buồn bã, đau khổ, thất tình. Thì anh muốn rất muốn biết rằng là cái định hướng về cái con đường đi của Lily á, cụ thể ngay lúc này của em là gì? Và cái điểm mà quan trọng nhất của một người nghệ sĩ là họ phải tìm được một cái điểm riêng của mình. Dạ. Thì cái việc đó với em ra sao? Đó là cái vấn đề mà em rất là trăn trở trong cái khoảng thời gian qua luôn. Nhất là cái khoảng thời gian mà em khán giả thấy rất là nhiều ca sĩ khác hát bài của em. Rất là may mắn là khán giả cũng rất là thích những cái tác phẩm đó và cũng gây được một cái sự thành công nhất định nào đó cho những nghệ sĩ đó. Thì em cảm thấy mỗi bài hát nó đến với mỗi nghệ sĩ là một cái duyên. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó em cảm thấy là liệu mình có dễ dàng quá trong cái việc mà cho ra mắt sản phẩm âm nhạc của mình hay không. Tại vì bản thân mình cũng là một cái người ca sĩ và âm nhạc của mình viết ra mình cũng hát. Em không sợ cái việc là cạnh tranh giữa người này người kia, nhưng mà em rất là sợ cái việc là cái âm nhạc của mình nó bị một màu và bị khán giả cảm thấy là bị nhàm chán đối với âm nhạc của mình. Nên là cái khoảng thời gian trở lại đây á, em cũng đã rất là hạn chế cái việc là giao sản phẩm âm nhạc của mình cho nghệ sĩ khác. Dạ, đó là cái lý do mà em tập trung cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng mà về phần định hướng về con đường sắp tới của em á, về cái hình ảnh để cho cái sự khác biệt thì nó như thế nào? Thực ra là về chủ đề á, thì cái tình yêu thì là một cái chủ đề mà nói chung là chủ đề muôn thuở của nhạc sĩ. Nhưng mà quan trọng là mình phải khai thác cái chủ đề đó như thế nào, mình cái góc nhìn về cái chủ đề đó như thế nào, dùng từ câu cú sau đó cho nó khác lạ. Và cái định hướng âm nhạc của em á, về thể loại âm nhạc thì em rất là thích nhất nha, là pop R&B. Nên là, nhưng mà nghe thì em nghe rất là nhiều, còn định hướng em muốn định hướng theo thì là dòng nhạc pop R&B. Và các bạn khán giả cũng rất là quan tâm, và các bạn cũng rất là quan tâm đến một cái vấn đề, đó là liên quan tới cái cách mà tạo ra một bài hát của Ly á. Thì thông thường cái cảm hứng đến với em và cái việc mà em làm với nó, em work với nó như thế nào? Trước đây khi mà em mới biết viết nhạc á, em rất là lúc nào cũng viết nhạc, lúc viết cắm đầu vào viết thôi. Nhưng mà cái lúc đó cái sức của mình, cái chất xám của mình nó còn mới, và mình cảm thấy cái việc viết nhạc này của mình nó đang rất là dồi dào. Nói thế không phải có nghĩa là bây giờ cái việc viết nhạc nó không còn mới mẻ, không còn yêu thích nữa, nhưng mà em đã biết cách gọi là tiết chế lại. Em sử dụng thời gian của mình để dành cho những việc khác nữa, để mình dành cái cảm xúc cho việc viết nhạc nó thật là tròn trịa mỗi khi mình viết nhạc. Chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vào viết thì nó vẫn ra một bài hát nha, nhưng mà nó sẽ không có chiều sâu bằng cái việc là mình giữ lại cảm xúc, mình nuôi nấng nó để khi mà mình đặt bút viết thì mình viết được ca khúc thật sự là ưng ý. Tính đến điểm hiện tại thì Lily còn nhớ là mình đã có được bao nhiêu sản phẩm âm nhạc chưa?
Dạ nhiều lắm, em không thể nhớ được. Không thể nhớ được, có nhiều khi là em nghe lại demo mà em kêu, ủa mình đã viết bài này. Đó là một cái gọi là sao ta, một cái vấn đề chung của nhiều nhạc sĩ á, đặc biệt là những cái bạn mà tạo được rất là nhiều những cái ca khúc mà có thể gọi là hit maker, thì anh nghĩ rằng là sẽ lâu lâu nghe những cái sáng tác của mình mà nhiều khi không nhớ là mình có viết ra giai điệu này luôn hay dạ, không đúng rồi. Nữa hit maker nhưng tên tuổi lại kém viral. Thì cái này em cũng không có phủ nhận. Thực ra là cái bài hát debut của em mà bài hit đầu tiên của em là bài 24 giờ. Và cái thời điểm đó là nó rất rất là viral luôn. Nhưng mà khi mà em đi ra đường thì người ta không biết mình là người hát bài đó. Thì cái đó là cái mà để cho em phải như bây giờ là phải đầu tư chỉnh chu hơn về sản phẩm của mình, về hình ảnh của mình khi mà xuất hiện đối với khán giả, kể cả là làm MV hoặc là đi diễn hoặc là chơi tham gia những cái game show, thì cái hình ảnh của mình phải thật là chỉnh chu, phải thật là để cho khán giả có thể nhận diện cái cấu hình của mình đó. Nên là mỗi ngày trôi qua thì em đều phải cố gắng rất là nhiều về tất cả những cái khả năng, như là viết nhạc thì đương nhiên rồi, ca hát rồi, nhảy múa, nói chung là mình phải hoàn thiện mình mỗi ngày để khán giả có thể công nhận mình và mình có thể tới đến với gần hơn với khán giả. Nhưng mà nói gì thì nói, thì thật sự anh nghĩ rằng là với thời điểm hiện tại thì Lily đã có những cái bước đi rất là thành công. Yeah. Tại vì để cho mọi người biết được em, để cho mọi người công nhận được tài năng của Lily, thì dĩ nhiên đó phải là tài năng và chuyện đó cũng không hề dễ dàng. Nhưng mà Lily làm được, cho nên anh nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái điều truyền cảm hứng cho những cái bạn khác. Dạ, đúng rồi. Thời điểm đó thì tại vì một phần nữa là em không có ekip riêng của mình, nên là em rất là loay hoay không biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Mặc dù là mọi người rất là yêu thích bài hát của mình, nhưng mình không biết là tiếp theo mình sẽ làm gì để cho cái công việc của mình nó thuận lợi hơn, để cho mình có thể đến gần với khán giả hơn đó. Nên là nhưng mà bây giờ thì em cũng rất là may mắn để tìm được những người cộng sự để đồng hành cùng với mình để làm những việc đó. Nhưng mà thông qua cách tác live này thì anh cũng mong muốn rằng là sẽ thấy nhiều hơn nữa cái sự bứt phá của Lily. Dạ. Thì anh nghĩ rằng là em xứng đáng có được nhiều điều đặc biệt hơn với cái tài năng của mình. Em cũng đang cố gắng mỗi ngày không dừng lại. Ok. Yeah.